Thì em cũng có một cái câu hỏi cho các anh chị á, về cái bạn giới về các bạn trẻ á, họ ghét cộng sản và họ cũng có nghe về cái hiệp định Paris này. Như có lần á, em có giới thiệu cho các bạn trẻ về cái hiệp định Paris á, về việc tái hợp hiệp định Paris trong cái nhóm Facebook là cú cánh duy nhất để phục hòa Việt Nam Cộng Hòa cho đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Nhưng mà khi họ nghe vậy á thì họ liền chối và họ nói rằng á là cái giải pháp này nó không có hề khả thi chút nào hết. Tại sao mình lại đấu tranh bằng cái giấy tờ làm cái gì? Sao mình không không đi ra ngoài đường để mà biểu tình để đòi đòi lại cho tự do nhân quyền? Và cái thứ hai nữa là họ là giới trẻ, họ không có muốn cái gì đã cũ nó quay trở lại, bởi vì cái gì đã cũ thì nó đã mất rồi, nó đã chết rồi thì đừng nên mong nó quay trở lại. Và họ muốn á, họ là giới trẻ, họ muốn cái gì đó mới chứ không phải là cũ. Họ muốn cái gì đó mới, như là lập nên một cái thể chế mới có tự do, có dân chủ, có nhân quyền, nhưng mà không hề muốn Việt Nam Cộng Hòa được quay trở lại. Chỉ có những ai mà muốn Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại là vì họ còn luyến tiếc về cái cũ thôi. Vậy và nếu như mà cố gắng á, khôi phục lại một cái chế độ đã qua đi thì liệu có tốt đẹp không? Đó thì cái đó là câu hỏi của em, và em cũng không biết là nên giải thích với họ như thế nào, thì em cũng muốn xin ý kiến của tất cả các anh chị. Cho tôi trả lời được không ạ? Thì Dạ mời tôi anh Thọ. Dạ dạ mời anh Thọ. để tôi rất là cảm ơn anh đưa cái vấn đề này ra. Cái thứ nhất là bây giờ nói vậy, nếu mà quý vị còn tha thiết với lại Hoàng Sa Trường Sa, quý vị còn tha thiết với lại mà cái túi dầu lửa 195 tỷ thùng dầu nó nằm ở dưới chung quanh Hoàng Sa Trường Sa, nếu quý vị còn tha thiết với vấn đề đó thì quý vị phải chấp nhận là Việt Nam Cộng Hòa phải có mặt trong cái lúc mà đòi cái vấn đề này. Nếu không có mặt của Việt Nam Cộng Hòa thì cái người khổ chủ của Hoàng Sa Trường Sa và của cái túi dầu lửa này nó không có mặt. Mở cửa. Thì ông Tài, ông Tòa, như là hồi nãy anh Đạo anh nói, hai thằng ăn cướp nó ra trước ông tòa, nó nói rằng bây giờ đó thưa ông, tôi có cái tang vật này, nhưng mà tang vật này đó nó chúng tôi đó ăn cướp của một khổ chủ, bây giờ đó thưa ông phán xét cái này là thuộc về ai, thì ông tòa ông nói phải trả về cho khổ chủ, cho bây giờ hai hai ông không có phải là không có chủ quyền. Thành ra đó nói nôm na là vậy. Nếu mà bây giờ đó Việt Nam xã hội chủ nghĩa muốn đòi Hoàng Sa Trường Sa không đòi được, phải có mặt của Việt Nam Cộng Hòa. Mà muốn có mặt của Việt Nam Cộng Hòa thì phải áp dụng cái thể thức mà bầu cử mà đã được định ở trong cái hội trong cái hiệp ước gọi là hội nghị Ba Lê. Thì lúc đó đó cái chính phủ, cái đất nước mà nó xuất thân từ cái cuộc bầu cử đó, nó mới có quyền thừa hưởng cái chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên Hoàng Sa Trường Sa, và nó sẽ dựa trên đó để mà nó đòi cái Hoàng Sa Trường Sa với cái túi dầu lửa đó. Thì quý vị cứ tưởng tượng 195 tỷ thùng dầu thì nó có một cái tài sản không phải nhỏ, 19.500 tỷ đô la với 100 đồng một thùng dầu, thì đất nước Việt Nam của chúng ta đó, Cộng Hòa hay không Cộng Hòa đó, chúng ta sẽ cất cánh. Rồi bây giờ có người sẽ nói rằng nếu mà làm như vậy thì chia đôi đất nước, rồi làm sao mà có thống nhất. Thì cái chuyện đó tôi đã từng bàn cãi với anh Quy, và tôi có nói rằng á, không phải là thống nhất là chỉ cầm súng đạn chạy vô rồi chiếm miền Nam như Cộng sản đã làm mà gọi là thống nhất. Thống nhất có nhiều cách, trong trong lịch sử đã từng có một liên bang Việt Nam, tức là đó ba miền, mỗi miền có một chính phủ và có một chính quyền trung ương. Đó là một cái cách thống nhất nó vô cùng hợp Phải không thời, hả? Đấy. nó làm cho mọi người đó cảm thấy thoải mái. Tại vì quý vị muốn không muốn, một người Nam không có nghĩ như người Bắc, không nghĩ như người Trung,
Thì bây giờ phải chấp nhận cái đó, tại vì cái địa lý của đất nước chúng ta, quý vị có biết không? Hiện giờ tôi đang sửa soạn, nếu cần tôi sẽ viết một cái bài về về tại sao mà chúng ta cần một cái chính phủ liên bang, là tại vì cái địa dư của Việt Nam, quý vị có tưởng tượng không, một cái xứ gì đó mà nó dài 2.000 cây số, hồi đời xưa đó muốn đi từ ở ngoài Nam mà ra Bắc cả tháng trời, là tại vì đó bị núi nó chặn rồi phải leo đồi dưỡng núi. Thì đó, cái đất nước của chúng ta như vậy, thành ra nó có những cái tính rất là địa phương tính. Cái đó không phải là một điều xấu. Mỗi một địa dư, mỗi một miền có một cái đặc tính, có cái điều hay, có cái điều dở. Thành ra nếu chúng ta biết dung hòa với nhau thì chúng ta có một đất nước rất là tốt. Thì cái vấn đề đó đó, nếu anh muốn mà cái gì mới mà tới bây giờ đó chưa có thử, thì anh thử cái gọi là Cộng hòa Liên bang Việt Nam, cái hình thức đó là cái hình thức thống nhất đẹp nhất đối với tôi. Thành ra đó, muốn làm cái mới thì phải đi từ cái cũ mới ra cái mới. Đó, tôi sẽ đó là cái câu trả lời cho anh Phạm Khương.